Sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, Bí quyết tay trắng thành triệu phú chứa đựng những bí quyết đã giúp tác giả Adam Khu trở thành một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất ở Singapore khi anh mới ở tuổi 26. Điều đặc biệt là anh khởi nghiệp hoàn toàn từ bàn tay trắng, không hề được thừa kế tài sản và chưa bao giờ vay ngân hàng hay nhận tiền đầu tư từ bên ngoài. Đầu tư vào Bí quyết tay trắng thành triệu phú, bạn sẽ hiểu rõ nguyên nhân tại sao bạn chưa trở nên giàu có và những cách vượt qua những trở ngại đã ngăn cản bạn đạt được gia tài mơ ước cách để quản lý tiền bạc và cắt giảm chi tiêu khoảng 20 đến 35%, 7 bước để đạt được tự do tài chính để tạo ra dư giả tiền bạc cho suốt cuộc đời bạn, 9 thói quen của những triệu phú tay trắng làm nên, phương pháp để xây dựng một gia tài 6 triệu đô mà chỉ cần đầu tư khoảng 10% thu nhập của bạn, cách thức đạt mức lợi nhuận 12,08% từ thị trường chứng khoán với mức rủi ro cực thấp, cách thức thiết kế con đường làm giàu của bạn và hàng trăm điều thú vị khác tạo hứng khởi giúp bạn vượt qua những khó khăn về tài chính trong cuộc sống trên đây là những chia sẻ review các điểm hay về sách bí quyết tay trắng thành triệu phú mà các bạn không nên bỏ qua hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn trong thị trường chứng khoán việt nam để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công